Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán Thằng Thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về số bé nhất có 3 chữ số tổng bằng 8. Thì bước đầu tiên mình lấy ví dụ về số có 3 chữ số trước, ví dụ như 1, 2, 3. Đây là số có 3 chữ số. Khi cắt 1, các bạn dùng phương pháp đếm. Khi các bạn đếm từ tay phải nè sang trái giúp mình, gồm 1, 2, 3, 3 chữ số. Ok chưa? Cách 2 các bạn dựa vào số hàng của nó. Thì cũng từ tay phải sang trái. Cái chữ số 3 thuộc hàng đơn vị, chữ số 2 thuộc hàng chục, chữ số 1 thuộc hàng trăm. Vậy số có 3 chữ số phải đảm bảo thuộc hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Ok chưa? Tiếp theo, tổng đây bằng 8, ý nói là tổng các chữ số hàng đơn vị nè, cộng hàng chục nè, cộng hàng trăm lại phải bằng 8. Ví dụ ở đây cộng lại bằng bao nhiêu ạ? Ở đây cộng lại chỉ có 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6 mà thôi, không thỏa mãn đề bài. Ok chưa? Rồi, kiến thức thứ hai các bạn cần nhớ, đó là mọi con số trên thế gian đều được tạo bởi 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè và 9. Thì cái dãy số này được sắp xếp từ bé nè đến lớn. Ý nói là 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, vân vân và vân vân. Vậy cái dãy số này, số bé nhất chính là số 0. Số lớn nhất chính là số 9. Được chưa ạ? Nhớ đây là số bé nhất và số lớn nhất trong cái dãy số này thôi, từ 0 đến 9 mà thôi. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình giải bài toán trên nha các bạn. Rồi, số có 3 chữ số gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, được chưa? Rồi, các bạn làm từ tay trái sang phải với mình, từ tay trái nè sang tay phải nè. Vậy các bạn phải làm hàng trăm trước, do số bé nhất thì các bạn từ 0 đến 9, số bé nhất chính là số 0. Nhưng mà 0, 1, 2 thì đây bạn viết là 3 chữ số, nhưng trong toán ngữ cú nó được rút gọn lại thành là 12, 1, 2, 2 chữ số mà thôi. Nên hàng trăm các bạn bỏ đi số 0, đừng để số 0. Vậy số bé tiếp theo chính là số 1. Được chưa? Do tới đây hàng chục có thể là số 0 rồi, thì số bé từ 0 đến 9 chính là số 0. Khi nào các bạn làm chỉ còn duy nhất một cái hàng này, nhớ các bạn vừa làm và các bạn phải kiểm tra tổng của nó bằng 8. Tổng là hàng đơn vị nè, cộng hàng chục và hàng trăm phải bằng 8. 1 cộng 0 bằng mấy rồi? Bằng 1. Được chưa? Vậy hàng đơn vị là số mấy? Để ra 8, 1 cộng 0 bằng 1 cộng chấm hỏi bằng 8. Thì đây là phép cộng. Đây là số hạng, và đây là tổng. Vậy muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biệt. Được chưa? 8 trừ 1 bằng 7. Vậy đây là số 7. Vậy số thỏa mãn đề bài là 107. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment với mình để mình khắc phục những clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.